Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đào tạo lập trình Suntec Việt Nam. Tiếp tục ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một cái giao diện web hoàn chỉnh với kiến thức HTML và CSS mà các bạn đã học. Thì đây cũng là một cái video mà mình ghi lại được từ khóa học Frontend tại Suntec. Và đây chính là cái giao diện mà chúng ta sẽ thực hiện ở trong video này. Đó, thì các bạn có thể xem qua về cái giao diện này, nó cũng không quá phức tạp nhưng mà nó cũng không phải là quá đơn giản. Đó, nó đủ, nó vừa sức cho những bạn mới, đặc biệt là những bạn mà đang học cách dựng layout mà vẫn còn cảm thấy bối rối và vẫn cảm thấy nó chưa thực sự tự tin, thì video này sẽ giúp các bạn cách để các bạn phân tích layout và triển khai một cái layout nó như thế nào cho nó hiệu quả. Đó, và cái kỹ thuật dựng trang ở đây thì mình sử dụng kiến thức là float ở trong CSS. Có một số bạn hỏi là tại sao vẫn dùng float, thì thực ra float nó vẫn đóng vai trò quan trọng, nó vẫn được sử dụng trong những trường hợp nhất định đó, chứ nó không phải là bỏ đi hoàn toàn, mặc dù là bây giờ chúng ta thiên hướng là sẽ sử dụng flex nhiều hơn. Và ở Suntec thì chúng ta cũng sẽ dựng giao diện với cả ba kỹ thuật là float, flex và grid view đó, để các bạn có sự phân biệt giữa ba cái kỹ thuật này và hiểu nó và ứng dụng nó vào project của mình cho nó hiệu quả. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái video dựng giao diện này ngày hôm nay. Đây, thì với cái giao diện như này thì chúng ta sẽ phân tích giống như những cái mà chúng ta đã học ở buổi trước thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tính cái số thẻ disk mà chúng ta dự kiến sẽ sử dụng ở đây. Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thẻ disk cho phần header này, một thẻ disk cho phần header này đó, và trên header thì thậm chí trên header thì chúng ta cũng sẽ phải chia disk ra nữa. Chúng ta cũng sẽ phải chia thẻ disk ra. Thì chúng ta chia ra như thế nào? Thì các bạn sẽ chia cái thẻ disk ra như sau. Thì trên này nó sẽ có một cái disk liên quan đến phần logo này, và bên này chúng ta sẽ có thể dùng div hoặc là ulli để chúng ta thể hiện cái phần email call và cái phần free consulting đó. Ở dưới này chúng ta cũng có một cái thẻ div dài, các bạn thấy là trang này nó rộng tràn màn hình nhá. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái thẻ div 100%. Bên trong cái thẻ div đó chúng ta sẽ có một cái div lớn để mà căng cái nội dung ra giữa. Ok chưa? Và ở dưới này thì chúng ta có một cái div lớn chứa cái nội dung ảnh này. Dưới này nữa chúng ta có một cái div lớn chứa toàn bộ cái nội dung ở dưới này. Trong cái div lớn đó thì chia thành hai cái div lớn nữa là bên trái và bên phải. Rồi, ở đây thì chúng ta cần dùng một thẻ div thôi. Đó, và có background như thế này. Trong cái div này chúng ta có một cái thẻ tiêu đề như thế này. Đây, và dưới này chúng ta cũng làm một cái khối div. Đó, và ở đây chúng ta dùng ulli để thể hiện cái phần này. Được chưa các bạn? Dưới này cũng là một div. Đó, cái div này với cái div trên này đang giống nhau này. Chúng ta có thể dùng chung được. Ok chưa? Đó, và chỗ này chúng ta cũng là một cái div và dùng ulli để thể hiện cho từng cái ảnh này. Chúng ta sẽ thể hiện cho từng cái ảnh này. Đó, còn ở dưới này thì sao? Dưới này thì sao các bạn? Dưới này nó là dạng cũng là một cái div lớn, là cả cái div lớn để bao bọc toàn bộ cái nội dung dưới này. Sau đó có một cái div ở giữa để mà căng giữa nội dung, và có một cái ulli để chúng ta thể hiện cái danh sách tin tức. Được chưa? Và cuối cùng là đến footer. Thì footer nó là một cái div thôi. Footer của trang này khá đơn giản, nó chỉ như thế này thôi. Các bạn thấy là đây. Đó, ok chưa? Rồi, ok, bây giờ anh sẽ đi dựng cái trang này. Chúng ta tạm thời phân tích như thế đã. Đó, bởi vì sao? Bởi vì vào mỗi cái phần này này thì chúng ta lại phải dùng rất rất nhiều các thẻ con khác để giải quyết được cái bài toán của mình. Đây. Thì quay trở lại đây, như anh nói rồi, những cái icon như thế này thì chúng ta sẽ dùng phông. Đó, thì ở buổi này anh sẽ nói đến phông luôn. Thì bản chất của phông nó cũng là CSS thôi, nhúng vào thôi.
Đây. Thì ở đây anh đã chuẩn bị cái phông này rồi. Đây nó có 4 loại, 5 loại phông này. Thì anh đã kéo về đây rồi và anh sử dụng nó thông qua các cái đây, cú pháp để nhúng phông đó. Đó. Thì sau này các bạn dùng phông nào thì nó sẽ, các bạn sẽ download được cái thư viện để về và vận và về các bạn sẵn nhúng vào thôi. Đó, không cần quá lo lắng. Đó, ảnh của Trang đây thì anh sử dụng những cái ảnh mà chúng ta đã được dùng buổi trước rồi. Đây. Ảnh đây. Được chưa? Đó. Thì bây giờ anh sẽ bắt đầu code HTML trước. Thì phần HTML anh sẽ tạo ra một cái trang. Anh sẽ tạo ra một trang HTML như sau. Thì anh sẽ tạo ra như thế này. Anh để lại index.html. Chúng ta khai báo trang, ví dụ anh để là layout CSS and class. Và đây là phần dành cho kỹ thuật Flows. Đầu tiên anh sẽ nhúng cái link phông của Google vào. Đây, cái này là của Google thôi. Thì sau này các bạn cứ nhúng vào cho anh. Đây. Rồi, ok. Sau khi nhúng link phông thì chúng ta muốn sử dụng các phông chữ ở này. Chúng ta muốn sử dụng các phông chữ ở trong đây. Thì chúng ta sẽ nhúng cái link CSS này. Thì anh sẽ khai báo link file CSS của chúng ta là chấm folder CSS và tên thư mục à tên file như thế này đó. Tiếp theo anh sẽ nhúng cái file này vào rồi và file này anh sẽ nhúng hết vào như thế này đây. Ok chưa? Đó, anh lấy ví dụ làm sao để biết là chúng ta sử dụng được cái thẻ này với cái phông này thì anh sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này. Các bạn có một cái icon ở đây. Các bạn có một cái icon email ở đây. Bây giờ anh nhúng nó vào thì anh chỉ cần khai báo một cái thẻ spam, khai báo đúng cái class với cái tên class mà cái phông này quy định. Thì tên như thế nào thì mỗi cái phông nó sẽ có cái document để chúng ta dùng. Thì ở đây anh sẽ dùng cái class theo cái anh nhớ thôi. Còn sau này anh sẽ nói đến cụ thể về phần bài phông, anh sẽ nói cụ thể là chúng ta sẽ dùng như thế nào bởi vì nó có document. Chúng ta chỉ cần lên đấy và copy thôi. Bởi vì cái này chúng ta cũng không liên quan đến thuật toán gì đây cả. Đây. Anh giả sử anh chạy cái trang này lên. Anh chạy trang này lên, các bạn nhìn thấy chưa? Thì chúng ta được một cái phông này. Đó, được một cái icon nó giống như cái này. Đây. Nhưng cái này có màu xanh thì chúng ta hoàn toàn có thể quy định ở đây có màu xanh như thế này. Ví dụ như có màu cam đi. Đây. Thì các bạn hoàn toàn có thể quy định nó có màu cam như thế này. Đây này. Anh chạy đây. Đó, thấy chưa? Thì các bạn thấy là nếu mà dùng phông như thế này ạ thì trang của chúng ta nó sẽ rất là nhẹ. Bởi vì nó lốt cả một cái ảnh thì nó sẽ rất là nặng. Thì dùng phông như này thì nó khá là nhẹ. Đây, phông nó đã được lốt sẵn hết lên rồi. Cứ class như thế nào thì sẽ nhận như thế. Ok chưa? Rồi, đấy là anh nói được cái phông. Bây giờ anh sẽ dựng cái giao diện HTML để chúng ta làm. Thì các bạn thấy là đầu tiên chúng ta sẽ có phần header đúng không? Thì anh sẽ định nghĩa một cái div có ID là header. Đó, anh để là header như thế này. Sau với div có ID là header đó thì anh sẽ định nghĩa thêm một cái navigation cho cái menu chính là cái này. Đó, anh định nghĩa thằng này trước, thằng lớn này trước. Thì anh sẽ định nghĩa là div có cái ID là nav, viết tắt của navigation. Rồi. Và trong cái này anh tạm thời chưa làm gì. Được chưa? Và tiếp theo ở trong phần tiếp theo là phần phía dưới này, anh tạm gọi cái này là banner đi. Thì anh sẽ định nghĩa như sau: div ID là banner, thì anh sẽ có banner đây. Được chưa? Chúng ta làm giống như buổi trước phân tích thôi, có nghĩa là cứ đi từ trên xuống,
chúng ta tính toán những cái lớn trước. Đó, tiếp theo men là gì? Thì ở đây anh tạm gọi chỗ này là future. Đây, cả cái khối lớn này này là future. Thì anh sẽ định nghĩa một cái div có ID là future. Future. Đây, được chưa các bạn? Đó. Tiếp theo anh sẽ có một cái div khác. Cái div tiếp theo anh tạm gọi nó là cái, đây nó chính là cái này. Anh gọi là cái guidance đi. Cái guidance. Đây, guidance. Thì anh sẽ tạm gọi như thế này. Guidance. Đây, chỗ này anh để là class đi. Được chưa? Tại sao anh lại để class ở chỗ này? Bởi vì anh nhìn thấy là ở phía sau cái thằng service này thì nó có một cái này nữa giống nhau. Hai thằng này giống nhau kế thừa được đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng class. Đó, thì anh sẽ có một cái if có ID là service. Service. Đó, anh sẽ viết service ở đây. Rồi, chúng ta sẽ có service. Và tiếp theo anh sẽ copy class này xuống. Đây, được chưa các bạn? Thì chúng ta có hai phần giống nhau. Chúng ta sẽ có hai phần giống nhau như này ở trên và chỗ này. Đó, xin đây. Đó, kiểu kiểu như vậy. Được chưa? Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái div là thể hiện cho project. Cái div cho project. Các bạn nhìn thấy là bắt đầu nhiều div hơn rồi bạn. Project. Đây, được chưa? Thì chỗ này nó sẽ là project. Đó, và cuối cùng anh sẽ có div là footer. ID là footer. Ok chưa các bạn? Thì dưới này nó sẽ là footer. Rồi. Bây giờ sau khi mà xong cái thẻ div lớn này rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi định nghĩa cho các div con. Đúng không? Thì chúng ta sẽ không nên định nghĩa xong hết rồi chúng ta mới làm. Chúng ta sẽ đi từ trên xuống. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ đi làm từng phần một. Được chưa? Bây giờ anh load trang này lên. Đó, nó như thế này. Chưa có gì cả. Đó. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ đi tạo ra một cái file CSS. Ok chưa? Anh tạo xong cái file CSS này rồi thì anh sẽ nhúng nó vào. Nhúng nó vào đây. Thì anh sẽ nhúng nó vào thôi. File của chúng ta nó sẽ là css.style.css. Đó. Ok chưa? Thế đối với CSS, việc đầu tiên chúng ta phải làm là reset. Chúng ta để margin. Không pixel. Kết đinh sẽ là không pixel. Đó. Và anh để thêm cái thuộc tính này nữa. Box sizing là border box. Đó, kiểu như vậy. Để nó quy định cái module, cái khối của chúng ta sẽ là border box. Đó. Các bạn cũng không cần quá quan trọng. Cứ trang, bất kỳ trang nào các bạn cũng làm cho anh những cái thuộc tính này trước. Ok chưa? Sau đó thì anh sẽ quy định cái HTML hay là body ấy, phông chữ cho nó, phông chữ cho cả trang. Ví dụ anh để phông, để quy định phông chữ chúng ta dùng phông family. Và đây anh sẽ để là sans serif. Đây như thế này. Ok chưa? Bây giờ anh chạy lên này thì vẫn chưa có gì thay đổi cả, nhưng các bạn thấy là phông chữ nó đã thay đổi. Đó, và cái nét chữ nó cũng thay đổi này, vì chúng ta đang để kiểu phông khác nhau, để sang một kiểu kiểu phông khác. Được chưa? Rồi, mình cũng reset cho tất cả các thẻ nó về dạng border box thôi. Và cái này thì là những cái thuộc tính reset nên là các bạn chưa cần quan tâm quá nhiều. Cứ làm thì các bạn sẽ đưa nó vào. Bởi vì sao? Nếu không có cái này này, các bạn thấy là cái thẻ này của chúng ta nó sẽ cách so với trình duyệt một khoảng này. Đó, nhìn thấy không? Khoảng trắng các bạn nhìn thấy ở bên trái và ở trên này. Khi mà có này, nó sẽ reset sát mép luôn. Về sát mép có nghĩa là bằng không, không có khoảng cách nào cả. Bây giờ anh sẽ quay trở lại với cái header. Chúng ta sẽ đi xây dựng cái header này trước. Cái header này chúng ta xây như thế nào? Thì chúng ta phân tích là chúng ta sẽ có một cái thẻ div. Trước hết là phải có một cái thẻ div để mà đưa cái nội dung này ra giữa.
Đây, đưa nội dung này ra giữa. Thì anh tạm gọi nó là một cái div container. Có nghĩa là trong header này anh sẽ để một cái div có class là container. Container. Đây, như thế này. Được chưa? Đó, và trong cái div container này thì chúng ta sẽ có phần logo và toàn bộ cái phần bên này. Thì anh sẽ có thêm hai cái div nữa. Anh có thêm hai cái div. Anh tạm gọi là div logo. Anh sẽ có một cái div có class là logo. Đây. Ok chưa? Và một cái div anh tạm gọi là thông tin liên hệ, kia thì anh sẽ tạm gọi là div có class là contact info. Có nghĩa là thông tin liên hệ. Được chưa? Và trong cái contact info này, trong cái contact info này chúng ta sẽ dùng cái gì? Thì các bạn thấy là contact info nó sẽ có ULLI, có ba cái LI như thế này để thể hiện được cái nội dung này. Được chưa? Thì anh sẽ tạo ra một cái ULLI. Bên trong có LI. Thì mỗi cái LI này nó lại là một cái thành phần nhỏ nữa. Một cái LI này thì nó có cái icon này. Đó, một cái tag ở bên này. Cái tag ở đây. Cái LI này cũng tương tự như vậy. Còn cái LI này thì chúng ta chỉ cần để một cái thẻ thẻ A thôi là được. Ok chưa? Thì anh sẽ đi định nghĩa như sau. Trong LI anh sẽ định nghĩa một cái thẻ div có class, anh để là contact, contact icon để anh thể hiện cho cái này, cho cái icon này. Được chưa? Thì ở đây anh sẽ để là contact icon. Và trong cái contact icon này anh sẽ dùng cái thẻ span có class là như thế này để anh thể hiện icon cho nó. Đây, như thế này để anh thể hiện icon cho nó. Được chưa? Đó. Và tiếp theo anh sẽ có một cái icon thể hiện text vẫn nằm trong cái lời như này. Thì anh sẽ có là icon text, contact text. Đó, thì cái tag này nó chính là cái email này. Thì đây anh để là thẻ label. Anh sẽ tạo ra một thẻ label và anh sẽ để cái label là email và bên dưới nó sẽ là cái địa chỉ email cụ thể. Cụ thể là email gì? Đây này, thì anh sẽ để là ví dụ như là do email com, anh giả sử như vậy, email của bạn là cái gì đó. Sau đó anh copy cái li này lên nhân cho cái này, cho cái này. Thì cái này icon về code nó sẽ phải khác. Thì nó sẽ là icon phone 2. Đây, chỗ này này. Phone 2. Đó, đây class thì anh nhớ tên thôi. Đó, contact text thì nó sẽ là code. Code. Sau đó là số điện thoại. Đó, ví dụ anh để là 0942668588. Như vậy, được chưa? Cuối cùng cái LI cuối cùng thì nó đơn giản hơn. Nó chỉ là một cái thẻ A thôi. Đó, thẻ A anh để có một class là register. Và anh để ví dụ như là register. Đó. Đây các bạn thấy là cái giao diện HTML của chúng ta là như thế này. Chưa có gì cả. Vấn đề của chúng ta bây giờ là chúng ta phải đi làm cái việc này, format nó để được cái định dạng như đây. Được chưa? Thì để format nó thì đầu tiên chúng ta sẽ gọi đến cái thẻ ID là header. Thì đối với cái thẻ này anh sẽ quy định độ rộng của nó là 100%, có nghĩa là rộng toàn màn hình. Và anh để chiều cao khoảng 80 pixel. 80 pixel thì anh chạy ra đây. Đó, chưa có gì thay đổi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa cái thằng bên trong nó chính là cái thằng container. Đó, để anh đưa cái nội dung này này, anh đưa những cái nội dung này nó ra giữa màn hình. Thì cái độ rộng của nó anh sẽ quy định là như sau. Từ header anh sẽ gọi vào thằng container. Đó, anh sẽ gọi là thằng class container như thế này. Và anh sẽ có để sử dụng được cái margin 0 pixel auto, có nghĩa là đưa nó ra giữa, thì chúng ta cần phải sử dụng cái width. Đó, set width cho nó. Anh để là 1140 đúng với cái giao diện này. Và margin anh sẽ để là 0 pixel auto.
Chiều cao anh cũng sẽ để bằng cái chiều cao ở bên ngoài 80 pixel. Thì anh chạy lên này, thì các bạn thấy à, thằng này nó căn ra giữa rồi. Đó, lúc này nó xử lý, nó đưa được cái thằng này ra giữa rồi. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp. Chúng ta sẽ làm đến thằng container logo. Có nghĩa là chúng ta đi từ trên và xuống đúng không? Đây, bây giờ chúng ta vào logo. Chúng ta xử lý logo. Thì cái logo đây anh sẽ để ví dụ như là đó, anh sẽ để Suntech Channel như vậy. Và anh sẽ CDS cho nó. Thì từ header này chúng ta cứ đi từ ngoài vào thôi. Anh sẽ gọi đến clip có class là logo. Chúng ta có thể viết như thế này, đọc cho nó dễ là cái class logo này. Cái class logo được định nghĩa từ thẻ đi. Đó. Và chúng ta sẽ đặt độ rộng. Ví dụ anh cho cái logo này khoảng 350 pixel. Và chúng ta muốn nó nằm ngang hàng nhau. Đây, nội dung nằm ngang hàng nhau như thế này. Chúng ta phải lột lên. Và chúng ta sẽ định nghĩa đến, chúng ta sẽ định nghĩa đến cái thẻ A trong logo. Đây này, trong đây anh sẽ có thẻ A. Bởi vì khi kích vào logo thì nó sẽ phải chuyển trang kiểu kiểu như vậy. Nó về trang chủ thì anh sẽ để như vậy. Thì chúng ta sẽ có cái logo A. Thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là loại bỏ gạch chân đi. Đây, loại bỏ gạch chân đi. Thì anh sẽ để là text decoration. Và font size anh để là 30 pixel. Đó, font width chúng ta in đậm, có thể đây anh sẽ để to hơn đến 800. Và color anh để màu đen. Đồng thời anh để display cho cái thẻ là block. Đây, anh chạy đây này. Thì các bạn thấy là à đây, chúng ta có cái nội dung này. Được chưa? À sorry, font width. Font width. Đây. Để nó in đậm. Đó, mục đích của anh là như vậy. Nó giống như thằng này này. Được chưa? Đó. Anh in đậm nó lên. Rồi tiếp theo anh muốn cái nội dung này nó nằm giữa theo chiều dọc, thì chúng ta có thể dùng cái này line 2 hoặc là vertical line mix đủ cũng được. Anh sẽ dùng được 80 pixel. Được chưa? Đó, thì nó tạo ra một cái khoảng như thế này. Tiếp theo anh sẽ đi định nghĩa đến cái gì? Chúng ta đi qua logo rồi đúng không? Chúng ta sẽ đi đến thằng contact info. Thì thằng contact info này anh sẽ làm gì? Anh cũng sẽ gọi đến thằng contact info div này. Nhưng mà anh sẽ gọi lần lượt theo thứ tự như thế này. Đó, để đảm bảo sau này nó không bị conflict, không bị xung đột code CSS của các thẻ với nhau. Một cái như vậy. Đó. Thì ở đây anh sẽ đi định nghĩa cái contact info, thì anh cũng float left nó. Và cái độ rộng còn lại 1140 mà trừ đi cái độ rộng mà anh đang quy định là 1350 thì nó sẽ là bao nhiêu? 0 trừ đi 350 thì nó sẽ ra là 790. Đó, thì đây anh sẽ là 790 pixel. Đó, và chúng ta sẽ có cái nội dung như thế này. Được chưa? Đó, anh muốn loại bỏ cái gạch chân cho anh cũng xét chiều cao cho nó lại. Hai cũng bằng cái kia cho nó bằng nhau. Và từ cái info này anh gọi vào cái UL. Việc đầu tiên anh sẽ dùng UL, anh sẽ dùng merge 0 pixel. Đi, không pixel. Và anh sẽ list style tile none để anh loại bỏ cái icon đen đen này. Đó, được chưa? Và sau khi định nghĩa cho UL rồi thì sao? Đây, đây UL thì chúng ta lại đi vào trong, cứ đi từ ngoài vào như này. Thì chúng ta sẽ định nghĩa đến LI. Ok chưa? Thì đối với LI thì anh sẽ display, anh để là inline block. Mục tiêu của nó là để cho nó nằm ngang hàng nhau. Đó. Ok chưa các bạn? Và anh sẽ cũng sẽ để cái chiều cao của thằng LI này. LI này. Anh sẽ để cái chiều cao cũng bằng 80. Và anh để margin left, tức là khoảng cách về bên trái của nó khoảng
60 pixel. Đây. Khoảng cách với nhau về bên trái đó, khoảng 60 pixel như thế này. Ok chưa? Trừ đi 5 pixel đi vì sau này còn cái này nó nằm đây nữa. Anh sẽ để như thế này. Đó, được chưa? Xong LI rồi thì chúng ta sẽ làm đến cái gì? Chúng ta sẽ làm đến thằng icon. Đây này. Ok chưa? Contact icon thì chúng ta sẽ làm như sau. Anh sẽ copy class này ra. Đây, thì chúng ta sẽ có cái contact icon từ thằng LI truy cập vào. Đó. Từ thằng LI anh truy cập vào cái contact icon này. Thì anh sẽ xử lý nó là anh cũng float left, được chưa? Chiều cao anh cũng để bằng 80 pixel và width thì anh chỉ để khoảng 40 pixel thôi. Nhưng line 2 anh để là 80 pixel. Đây. Cái line 2 này mục đích là như thế này. Đây. Đó, anh cũng muốn là thằng này nó nằm ở giữa. Đây này. Thì anh sẽ line 2. Đây, ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý cái text này để cho nó nằm xuống đây. Đó. Thì cái text này có class là gì? Là contact text. Contact text. Đây, thì anh sẽ gọi đến cái div này từ LI. Đó, truy cập vào. Đó, ok chưa? Đó, contact text thì anh sẽ làm như nào? Anh sẽ cũng sẽ phải float left thì tất cả cùng float left. Đó, ok chưa? Và anh cũng đặt chiều cao cho nó. Hai, anh sẽ để bằng 80 pixel và thử chạy nó lên này. Đây, chưa có gì cả. Và anh sẽ để cái màu chữ của nó. Đây, màu này thì anh sẽ để như thế này. Thì đây anh sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái dạng để phông chữ nữa, color. Đó, anh dùng phông chữ này để anh có thể đủ phông của nó cho nó mờ. Đó. Hiểu vậy. Màu không thì là màu đen nhưng mà nó không hẳn là đen hoàn toàn thì là nó chỉ tới mức 0.7 được đó thì nó mờ đi. Ok chưa? Đó. Bây giờ anh sẽ định nghĩa đến thằng contact label, chính là cái thằng này này. Đây, bên trong thằng này anh sẽ gọi đến label. Bởi vì sao? Bởi vì thằng này nó cái email này này nó nằm dưới cái tên label này. Thì anh sẽ định nghĩa vào thằng label như sau. Contact text này. Và anh sẽ đây chúng ta viết như này cho nó dễ hiểu, nhìn vào cái là biết là thằng này được định nghĩa từ thẻ nick. Chúng ta sẽ để là label, ok chưa? Thì label này anh sẽ để độ rộng width 100% để anh đẩy cái email xuống. Đây, cái label đang có vẻ chưa nhận cái label này. Contact info ulli này. Contact label block chuyển thành block đó thì nó xuống này. Ok chưa? Và anh sẽ để phông width cho nó in đậm. Và anh sẽ để nó cách một cái đây đó in đậm hết rồi này. Và anh sẽ để nó cách một cái khoảng, nó sẽ cách một cái khoảng như là margin tốt, anh để khoảng 50 pixel để cho nó đẩy xuống thôi, có biết là đẩy xuống đây đó, kiểu như vậy. Đây này, đó, ok chưa? Thì các bạn thấy là chỗ này chúng ta có thể cho cái độ rộng này nó nhỏ bớt đi, cái icon này thì nó sẽ sát lại là kiểu như vậy. Đó, được chưa? Và anh sẽ đi đủ màu cho cái này thì chúng ta chỉ cần set color thôi. Set color cho nó là được. Thì anh sẽ set hai cái class này. Như thế này. Class này. Anh sẽ set giống nhau thì anh sẽ định nghĩa như thế này. Đó, được chưa? Thì anh sẽ định nghĩa ví dụ phông size anh để khoảng 22 cho to lên xí. Color thì ở đây anh sẽ sử dụng một cái màu xanh giống của nó. Thì anh sẽ sử dụng một B này. Biết có đúng không?
rồi. Đó, anh chạy lên thì anh sẽ được cái kết quả như thế này. Nó sẽ như thế này. Ok chưa? Thì thậm chí là cái này các bạn cũng margin tốt cho nó một chút này, để cho nó nằm dịch xuống này, cái icon này này. Đó. Các bạn có thể để là đây, ví dụ như thế này. Line 2 rồi nó vẫn hơi nhỏ thì chứng tỏ là do thằng margin của thằng này nó hơi cao. Thì chúng ta có thể giảm đi như thế này. Đó, thì cho nó cân bằng. Đó, các bạn có thể tự điều chỉnh nhé. Đó, ví dụ ở đây anh giảm thành 20. Kiểu vậy. Ok chưa? Vậy thì thằng bên này chúng ta xử lý như thế nào? Cái thằng vector ấy, đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần background border radius cho nó là được. Đúng không? Đây, anh sẽ làm như sau. Từ cái li này, anh sẽ gọi vào thẻ A. Đây, anh sẽ copy vào nhanh. Anh sẽ gọi vào cái thẻ A nằm trong li. Đây, chính là thằng này có class là cái này. Thì anh sẽ để là A.register. Việc đầu tiên, anh sẽ loại bỏ cái chân đi. Thứ hai, cứ thẻ A thì anh sẽ chuyển nó về block. Đó. Sau đó thì anh sẽ color cho nó màu trắng. Và anh để border, anh để width, width khoảng 250 pixel, border radius khoảng 40 pixel đi. Radius khoảng 40 pixel. Và anh sẽ để nội dung text ra giữa. Cái màu thì anh sẽ lấy cái màu giống như cái màu chữ này để làm background cho nó. Đây, anh chạy lên này. Đó, ok chưa? Nhưng nó vẫn hơi nhỏ. Chúng ta cần phải làm gì? Đầu tiên anh sẽ set không chữ cho nó 16 pixel, 2 bằng 40 pixel. Cho nó lớn lên. Rồi, ok. Và lúc này anh sẽ float left. Đây, được chưa? Đó. Và lúc này anh sẽ margin. Anh sẽ để margin. Margin tốt. Cũng khoảng 20 pixel. Chạy thử lên. Đó. Được chưa các bạn? Thì anh được cái nội dung này. Đó. Chúng ta được cái nội dung này theo cái margin tốt giống thằng này thì nó sẽ nằm ngang hàng nhau như thế này. Ok chưa? Đó. Default mặc định nó là kiểu inline, mà các bạn muốn set width cho nó thì các bạn phải display block. Nếu mà muốn set width cụ thể trong trường hợp này này, cái thẻ A này của chúng ta là thẻ kiểu inline. Nếu mà em muốn set width cho nó mà em không set display block ấy, thì nó sẽ không nhận. Hiểu chưa? Dạ rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và thằng inline nó cũng không nhận chiều cao luôn. Nếu mà xét chiều cao như này, nó sẽ không nhận. Được chưa? Tiếp nhé. Đó. Thì nói chung là sau này các bạn cứ chuyển hết về block. Trừ những trường hợp đặc biệt thì vẫn để kiểu inline thôi. Đó. Rồi, anh sẽ đi tiếp. Thì chúng ta set width cho nó thì chúng ta quy định lại được cái độ rộng, độ cao của nó. Rồi, bây giờ anh sẽ đi xuống dưới này. Đây, chúng ta sẽ đi xuống dưới. Thế là xong được header rồi đúng không? Tạm thời gói gọn lên trên này. Chúng ta đi xuống dưới này. Đó, theo quy trình thì cứ đi từ trên xuống thôi. Thì đối với thằng này anh sẽ để background. À sorry, anh để width cũng là 100%. Ok chưa? Background thì anh sẽ để thống nhất cái màu này. Đó, mình tiện thành cop luôn. Và anh để chiều cao cho nó khoảng đây đi. Xem nó hình thù nó ra như thế nào. Đây. Ờ, thằng này nó có một cái màu khác. Cái màu này để anh xem. Anh xem cái màu này của nó là màu gì nhỉ? Để dùng Photoshop máy bên này anh xem màu. Rồi, đây. Chúng ta Photoshop nó đang chỉ ra cho chúng ta cái màu là 0B1128. Đó. Ừ, đúng đấy. Đúng đúng màu đấy. Ok chưa? Thì chúng ta trong đây chúng ta cần làm gì? Chúng ta chỉ cần có một cái thẻ ULLI đúng không? Là một cái form.
form để chúng ta làm search ở đây, được chưa? Thì trong đây anh sẽ định nghĩa nó trong cái nav này, navigation này. Thì anh cũng sẽ phải có một cái thẻ disk để anh bọc tất cả những cái ở bên trong và anh canh giữ nó ra giữa màn hình. Thì trong cái navigation này, anh cũng có một cái container. Đó, ok chưa? Anh sẽ có URL in thôi. Đó, URL in thì trong mỗi cái URL in chúng ta sẽ có thẻ A. Ví dụ để là home. Thế là gì cũng được nhé. Đây, ví dụ home. Save. Như chúng ta hay viết hàng ngày thôi. Chúng ta chạy trang lên thì các bạn sẽ thấy là đây, nó nằm đây. Anh sẽ có một cái div anh thể hiện cho form search. Cái này anh để class này là menu. Đây chúng ta div gọi là form search. Trong cái form search này chúng ta sẽ có input để dùng cho cái việc nhập liệu, có kiểu là text này. Input này anh sẽ đặt một cái class, ví dụ như keyword cho việc search ấy. Anh sẽ để một cái collect order là do key. Nếu mà bạn muốn search cái gì như vậy, không biết là đây là để tìm kiếm, được chưa? Sau đó thì anh sẽ có một cái button. Button anh có tài là submit. Đó. Anh có class button search. Được chưa các bạn? Rồi, chạy lên. Đó, như này. Nhìn nó rất là rối, nhưng mà chúng ta sẽ đi định nghĩa. Chúng ta chỉ quan tâm chỗ mà chúng ta vừa tạo ra thôi. Được chưa? Thì các bạn không bị rối. Còn nếu mà các bạn cứ đi nhìn cả code HTML thì rất là rối. Cứ đi từ trên xuống. Chúng ta comment đây một cái, ví dụ như là chỗ này là thể hiện cho menu. Start menu. Thì dưới này các bạn sẽ là finish. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa vào cho cái search đấy. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Từ đầu tiên anh sẽ định nghĩa cho cái navigation. Sau navigation thì anh sẽ để đến thằng container như thế này. Anh sẽ để đủ rộng bằng với cái ở trên là 1040 pixel chiều emoji. Anh sẽ để như thế này. Đó, nó ra giữa này các bạn này. Sau đó chúng ta sẽ đi vào cái UL. Thì vào cái UL thì chúng ta sẽ làm như sau. Đó, từ đây chúng ta sẽ đi vào cái UL .menu. Chỉ đích danh cái nào. Chúng ta chỉ đích danh nào. Loại bỏ cái icon đen này. Nó emoji không. Thì các bạn thấy là với UL thì chúng ta luôn luôn có những thuộc tính này mặc định nào. Thế nên là không cần phải làm gì cả. Và chúng ta sẽ float left để cho nó nằm ngang hàng nhau này. Có nghĩa là cái khối search này với cái khối menu nằm ngang hàng nhau. Thì anh sẽ đặt float left. Đây. Được chưa? Và anh sẽ để độ rộng khoảng 7-800 này đó. Khi nó rộng thì các bạn thấy là nó sẽ đẩy thằng search ra bên này. Ok chưa? Đó. Bây giờ anh muốn cái danh sách cái item của menu nó sẽ nằm ngang hàng nhau. Thì anh sẽ định nghĩa như sau. Từ cái menu này anh sẽ định gọi vào lời. Anh sẽ để display inline block. Như thế. Bài toán của chúng ta đã được giải quyết. Đó.
Xong LI rồi thì chúng ta đi vào thẻ từng thẻ A. Chúng ta làm như sau. Thì cứ đến thẻ A chúng ta loại bỏ cái chân. Các bạn làm nhiều nó sẽ nhớ đấy. Correction 5 đó, anh để chiều cao bằng đúng chiều cao của men đi. Hit play block. Được chưa? Line 250. Cái này menu của chúng ta đang để này. Navigation này. Color anh để trắng đi. Và anh để cái padding chạy lên là xem sao. Đó. Anh để padding theo bên phải thì anh sẽ để padding right khoảng 40 cm. Đó. Ok chưa? Và các bạn thấy là màu chữ của nó này. Ừ, màu đây nó có vẻ nhàn nhạt nhỉ. Nó giống cái màu này hơn. Nó giống cái màu này này. Đây này. Chúng ta thử nhé. Anh đoán vậy thôi. Đây. Không phải. Kiểu màu bạc ấy. Rồi. Có vẻ giống. Ok chưa? Thì chúng ta xong cái menu này. Được chưa các bạn? Đây này, cái chỗ này này nếu mà chúng ta không dùng line 2 này thì chúng ta thấy nó nằm trên thì có một thuộc tính khác anh muốn giới thiệu. Đó, middle. Đó, anh dùng vertical align middle thì cũng giải quyết được bài toán. Ừ, sao không được nhỉ? Vertical align middle. Ừ, anh xem nào. À không được, không được, không được. Rồi. Align. Vì nó đang kiểu block. Rồi, thì cái này này các bạn muốn cái này có màu, đúng không? Có màu giống với cái màu này này. Thì các bạn chỉ cần định nghĩa là à, thằng này lấy ra cái LI. Buổi trước mình có làm cái này rồi đấy. First try. Color. Đúng, màu này rồi. Anh nhớ là E3. Đây. Rồi, ok chưa? Bây giờ bài toán của chúng ta là gì? Xử lý cho thằng search. Đó, search thì chúng ta làm như sau. Từ cái nav navigation chúng ta gọi vào form search như thế này. Anh sẽ có cái chấm form search. Sơn như thế này, được chưa các bạn? Đó, và anh sẽ quy định độ rộng của nó. Độ rộng lúc này sẽ là bao nhiêu? Anh quy định thằng này là 700 thì thằng này trừ đi thôi, đúng không? Thì nó sẽ là ra bao nhiêu các bạn? 1140 trừ đi 700 này. Đó, thì nó sẽ ra là 440. Đây, sẽ là 440 pixel. Được chưa? Và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ, các bạn sẽ nhìn thấy này, đây nó nằm đây à, hình như là nó to quá. Rồi cả đó anh sẽ, bình thường chúng ta sẽ float left cũng được, nhưng ở đây trường hợp này nó đơn giản, nó không ảnh hưởng đến cấu trúc trang, thì anh sẽ float right. Đó, và anh đặt cái background này lên. Đấy. Để chúng ta nhìn thấy cái form search này đang như thế này. Đấy, nó đang như thế này các bạn. Đây, được chưa? Nó đang như thế này. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Khả năng anh để cái này là 400 đây. Để cái này là 470 đi. Để nó đẩy cái này xa ra. Ok chưa? Bây giờ anh sẽ định nghĩa vào cái keyword. Keyword anh sẽ để cái độ rộng là 100%, có nghĩa là cái input ấy. Đó, được chưa? Các bạn để 100% là các bạn để khoảng 80% thì nó sẽ như thế này. Đó, kiểu vậy.
9%. Anh để font size. Font size để 16 pixel. Anh để tiếp theo là cái border cho nó. Border thì anh sẽ để là cell solid. Solid. Và anh sẽ có màu này. Được chưa? Anh để chiều cao cho nó khoảng 40 pixel. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Và anh sẽ để cái merging tốt cho cái này nó cách xuống khoảng 50 pixel đi. Để các bạn nhìn thấy cái thay đổi ở đây. Ok chưa? Thì các bạn sẽ thấy là cái thay đổi đó nó tạo ra cái độ rộng 50 pixel. Đồng thời anh sẽ xử lý cái phần màu chữ. Cái phần màu chữ thì các bạn nhìn thấy như thế này. Màu đây đang như thế này. Chúng ta chẳng cần xử cũng được. Nếu các bạn xử thì có thể set màu cho nó. Nhưng mà anh sẽ để cái tách của nó cách ra một khoảng. Tách in được. Như thế này. Được chưa? Được chưa các bạn? Anh sẽ bỏ cái background red đi. Anh sẽ bỏ background red. Chính có nhất thiết phải giống 100% không? Chúng ta không đo. Cái này có vẻ chưa giống. Đây. Anh sẽ chỉnh border cho nó thôi. Đây. Tức là chúng ta set cho nó ngắn lại. Cho nó ngắn lại là giống đấy. Đây. Border radius anh sẽ để khoảng 10 pixel. Color. Anh sẽ để color màu này đi. Đó, background của nó không có. Đây này. Thì chúng ta cũng bỏ luôn background này. Thì để background trong suốt thì chúng ta dùng thuộc tính này. Chúng ta sẽ để được cái background của nó trong suốt. Giống chưa? Dài hơn thôi. Còn nó anh nghĩ là cũng tương đối giống đấy. Đây này. Đây. Đó, với cái border chúng ta màu nó hơi nét, của thằng này mờ. Chỉ thế thôi, như anh thích, anh thấy để kiểu này đẹp hơn. Tiếp theo, anh sẽ định nghĩa vào thằng này. Mất thời gian phết nhỉ, mãi mới được cái menu. Mình vừa làm được hướng dẫn nữa. Đây, anh sẽ để vào cái button này. Button này của chúng ta thì đơn giản thôi. Anh sẽ phải có một cái class icon search ở đây. Sorry, nó là span. Thì cái span này nó là icon search. Thì anh sẽ để như thế này. Chấm icon search. Các bạn xem này. Rồi. Anh sẽ định nghĩa thằng này. Đấy. Thì anh cứ định nghĩa thằng này trước đã. Định nghĩa thằng này xem nó như thế nào. Thì anh sẽ xử lý cái phần icon này. Thì đối với cái icon thì anh sẽ định nghĩa như sau. Chính là thằng này này. Thì chúng ta muốn move cái thằng này này nằm ra đây. Thì anh quay trở lại cái phần search này. Anh sẽ để position relative. Đó. Anh sẽ để là chiều cao anh để 25 pixel, border anh để 5, border 5 thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có cái độ rộng này. Đó. Đây. Chúng ta muốn move cái này ra đây này các bạn này, move sang đây. Thì các bạn thấy là cái deep search này này nó đang bao bọc cái button này. Anh muốn di chuyển cái này trong phạm vi của thằng này thì anh phải đặt cái thằng này là position relative.
và anh chuyển thằng này position absolute. Đây. Position absolute. Thì sau khi mà nó absolute thì nó sẽ nằm bên này, thì anh sẽ sử dụng top left. Ví dụ anh để top cách khoảng bao nhiêu pixel đó, cách khoảng bao nhiêu pixel, à right đi, cách khoảng bao nhiêu pixel để chúng ta nhìn thấy nó thay đổi đó. Đây, thấy chưa? Ví dụ chúng ta muốn tăng cái right này lên để cho nó nằm đúng vị trí ở đây. Đây, thì các bạn chuyển nó như thế này đó. Ok chưa? Ví dụ tốt này giảm đi đó, khoảng 12, 13 pixel gì đó, anh thay đổi ở đây. Được chưa? Và background thì anh sẽ để là, có nghĩa là trong suốt đó, chúng ta sẽ không nhìn thấy gì nữa. Nhưng ở đây nó phải là cái icon, thì cái icon này anh sẽ để font size cho nó để các bạn nhìn thấy được. Ví dụ như 26 pixel. Và anh sẽ set cái màu chữ cho nó, và anh sẽ để là position đây, bởi vì nó sẽ phụ thuộc thằng này. Nhưng cái icon này của chúng ta có vẻ chưa nhận icon iOS. Đây, các bạn nhìn thấy đây, có một cái icon này, nhìn thấy không? Anh sẽ để cho màu nó to lên đi. Khá nhỏ nhỉ? Đây. Có vẻ là chưa nhận thì phải. À, rồi. Ok, các bạn thấy chưa? Thì chúng ta có cái icon này. Anh sẽ điều chỉnh một chút, ví dụ 12 này. Chúng ta sẽ để vẫn màu này đi. Đó, ok chưa? Nếu mà chúng ta muốn xử lý là nếu mà hover chuột vào mà nó hiển thị cái hình bàn tay á, thì chúng ta sẽ làm như sau này. Đây, cursor pointer. Đó, đây các bạn chạy lên. Đây, ok chưa? Được chưa các bạn? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xuống phần này. Cái này của chúng ta thì các bạn thấy nó đang không giống lắm đúng không? Cái phần search ấy. Nhưng mà thôi nhá, thôi anh ạ, qua qua. Ừ, qua qua nhá. Vì các bạn có thể set ngắn lại đến đây này, set width thôi. Được chưa? Bây giờ anh sẽ làm xuống thằng này. Ừ, biết cách làm được. Anh xuống thằng này thì chúng ta dùng như thế nào? Thằng này đơn giản nhất. Trong trang này chúng ta đưa mỗi cái ảnh vào thôi, nhưng mà lại có một vấn đề đấy. Đây, anh sẽ ném cái ảnh vào, cái ảnh của nó là thằng này. Đây, thì anh nhúng là đó, được chưa? Anh chạy lên này, các bạn thấy là chúng ta đã nhúng được cái ảnh này vào. Nhưng các bạn thấy cái ảnh thì khá là to. Đó, làm thế nào để chúng ta được hiển thị được đúng như thế này? Thì chúng ta phải xử lý nó. Đầu tiên, anh sẽ đi select cho thằng banner. Đối với thằng banner này, anh sẽ set width cho nó. Chiều cao anh để 450 thôi. Thông thường chúng ta để 450 là to lắm rồi. Anh chạy lên này. Các bạn vẫn thấy là ô sao thằng ảnh nó to thế. Đây, nhìn thấy không? Thì chúng ta phải CSS cho ảnh width 100%. Đây, thì các bạn thấy nó đang xuất hiện thành quận này. Sau khi set width cho cái ảnh này 100% thì các bạn thấy là nó mất cái thành quận rồi. Có đúng không? Mất rồi. Bởi vì sao? Quyết 100% nó chỉ bằng toàn màn hình thì thôi, không rộng hơn được. Đó. Nhưng các bạn thấy là cái ảnh này của chúng ta nó chỉ cao đến như này thôi. Như thằng này đang rất cao. Mà ở đây cái ảnh nó nằm ở trong cái banner.
mà banner thì lại đang xét chiều cao rồi, mà tại sao nó vẫn vượt quá cái chiều cao của banner, thì chúng ta cần phải thêm một cái tính nữa là overflow. Overflow có nghĩa là nếu mà nó vượt quá thì tôi sẽ ẩn nó đi. Đây. Đó. Được chưa? Không, cái này không dùng background. Cái này dùng image. Sau này các bạn ở đây nó có rất nhiều ảnh chạy slider, là các ảnh nó sẽ chạy. Nó sẽ chạy thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải quản lý được các ảnh trong database. Thì sau này chúng ta dùng PHP chúng ta lấy dữ liệu ra đủ các ảnh ra. Thì nếu để background trong CSS thì nó sẽ hơi dở. Nên chúng ta sẽ để đây là image. Ok chưa? Và bản chất của image với background thì là giống nhau. Tức là nó sẽ vẫn phải load ảnh như vậy. Ok chưa? Nhưng các bạn thấy là cái ảnh này của chúng ta nó hơi sáng này. Đúng không? Bên này thì sao? Bên này nó hơi mờ. Thì thực ra là nó sẽ xử lý như thế này. Trong đây nó sẽ có một cái div. Class là overlay. Đó. Và anh muốn là cái overlay này nó sẽ nằm bao trùm đè lên cái ảnh, thì chúng ta sẽ phải đi định nghĩa cái thằng này. Cái width 100% là sẽ tốt cho responsive ấy. Anh để display là block và anh sẽ để width là 100%. Anh sẽ để hai bằng cái chiều cao của cái ảnh kia là 450. Background để màu đen. Giờ anh chạy lên này, các bạn sẽ thấy là anh có thêm một cái thẻ lead. Thẻ lead đó nó chạy đâu rồi thì chúng ta xem này. Anh có một cái thẻ lead và nó bị ảnh hưởng bởi float ấy, nên nó chạy lên trên rồi, nó đang chạy lên trên. Ok chưa? Thì cái lead này anh sẽ giữ cố định nó nằm trong banner thôi. Thì anh vào banner, anh sẽ để là position related và trong overlay anh sẽ để là position absolute. Cứ cái nào ở bên là thằng con mà các bạn muốn thằng này này chạy xung quanh thằng banner thì các bạn sẽ dùng thằng này là absolute, còn thằng này bao nó sẽ là relative, nhớ cho anh như vậy. Đây chưa nhận này, class overlay banner div class overlay à, chỗ này absolute width 100% display block rồi 450 anh sẽ để là background đen này, không pixel len cũng không pixel đó. Ok chưa? Thì cả cái ảnh này nó sẽ bao trùm cái ảnh này, mà chúng ta sẽ để opacity nó mờ đi 0,3 thì các bạn sẽ thấy là cái ảnh nó sẽ mờ đi, được chưa? Nếu không có cái opacity, cái opacity mà bằng 0,5 đi sẽ tối hơn 0,3, không khác nhau mấy, sáng hơn tí đó. Ok chưa? Xong. Có thuộc tính gì mới? Có cái top left với position là cái mà anh bảo từ lúc từ buổi đầu buổi ấy, là anh sẽ nói thêm về thằng này ở buổi sau nữa. Còn đâu opacity cái này làm mờ anh chưa nói. Ừ, thì cái này anh dễ thôi, chỉ là làm mờ thì trong quá trình làm giao diện thì gặp cái nào thì anh sẽ giới thiệu luôn, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xuống đến phần này, phần này chúng ta xử lý như thế nào. Thì phần này anh sẽ làm như sau này, nó là thằng future. Đây. Thế đối với cái future này thì chúng ta sẽ phải định nghĩa thêm, bởi vì như hiện tại là chưa đủ, đúng không?
Thì đầu tiên anh sẽ phải có một cái container để anh cắm giữa và bao tất cả những hàng bên trong. Trong thằng container này thì anh sẽ có một cái là bên trái đây này, và một cái bên phải. Ok chưa? Anh sẽ xử lý như sau này. Anh sẽ có một cái list có class là future left và future right. Đây, được chưa? Left sẽ có một cái right như thế này. Bên thằng left thì nó lại có cái gì? Nó lại có danh sách ULLI, chính là các khối này này. Thì ở đây anh sẽ dùng list thôi. Cái này nữa thì anh sẽ có thằng left như sau. Thì anh sẽ có H2. Các bạn tắt tắt mic đi cho anh nhé. H2 thì anh sẽ có là future. Các tính năng chính của chúng tôi là cái gì? Đó. Gọi là MB để thể hiện nội dung này. Anh sẽ dùng cái để sinh ra code tự động, à, chữ tự động như thế này. Đó. Và anh sẽ chạy nó lên. Thì ở đây anh sẽ có một cái list. Anh gọi mỗi cái này là một cái cast. Cái cast. Đây. Ví dụ anh để cast. Được chưa? Trong mỗi cái list cast này thì anh sẽ có cái gì? Anh sẽ có thể hiện cái icon là cái này. Đây. Đây, đây. Sẽ có list. Icon, class là icon. Ok chưa? Trong mỗi cái icon này anh có thẻ span, có class là cái icon tương ứng. Tiếp theo anh sẽ có thẻ H2. Đó, nó sẽ là cái chữ này. Orientation. Orientation. Đó, và anh sẽ có một thẻ P chướng ví dụ như thế này. Anh giả sử ở đây. Ok chưa? Đây. Đó. Bây giờ anh sẽ sau khi xong thì anh sẽ đi copy. Copy cái cast này. Được chưa? Chúng ta sẽ có rất nhiều cast. 4 cái. Rồi, chúng ta chạy lên này. Đây. Các bạn thấy là nó như thế này. Nó nhìn thì rất là rối, kệ nó, chúng ta sẽ đi làm. Còn ở bên này thì sao? Bên này chúng ta có một cái ảnh thẻ H3 nội dung và một cái bức tường thẻ A. Thì bên thằng Y đơn giản, chúng ta cũng sẽ có một cái một cái image. Ba cái tag này ví dụ như with our success story chẳng hạn như vậy. With our success story. Đó, và một cái nội dung ở phía dưới. Phía dưới Lauren. Rồi, cuối cùng anh có thể liên kết ví dụ như là read more, xem thêm ấy. Đây, được chưa các bạn? Đây là contact us. Đây sẽ là contact us. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý nó. À, thú vị đấy. Rồi, thì chúng ta sẽ xử lý nó như sau. Anh sẽ định nghĩa vào trong cái deep future. Chúng ta sẽ xử lý từ thằng future trước. Thì đối với thằng future thì anh sẽ làm gì? Cả cái deep lớn future này anh sẽ để width 100%. Đúng
Chẳng thế đâu. Quay lại phần container, anh sẽ cần giữa cho nó. Biết anh sẽ để 1140 pixel margin 0 pixel auto đó, và anh để ví dụ như min 2 thì rộng, à cao như thế chạy lên đó, ok chưa? Rồi sau khi xong thì anh sẽ vào thằng led. Chúng ta float led cho nó, thì chúng ta cũng float led cho cả thằng right nữa. Đây lốt lên nhìn cả đó, tràn tràn lên rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xét width cho từng thằng để mình căn chỉnh. Thì đối với thằng led này anh để width khoảng 750 pixel, còn bao nhiêu, khoảng 400 đó, được chưa? Anh để background cho thằng lab xem không nhìn thấy gì. Thấp đấy, 750 sao nhỏ thế nhỉ? Phần này blue để chúng ta nhìn được cái hình hài của nó. À, sorry đây, nó bị ghi đè. Đó, ok chưa các bạn? Các bạn thấy thằng này vẫn đang hơi to nên là nó bị tràn. Thằng right. Picture line nó đang chưa lên, phải lên mới đúng. Anh phải xử lý nó đã. Tại sao mình nhìn lại một chút nào. 390 à? Ừ, học toán hơi kém nhỉ. Đây. Ờ, đúng rồi các bạn. Rồi, ok, anh sẽ đi tiếp nhé. Các bạn thấy là cả cái khối này này nó cách ở trên khoảng một khoảng rất lớn, thì chúng ta sẽ nên margin tốt cho cái thẻ này để cắt, thì chúng ta nên dùng cái thằng này, này. Dùng cái thằng này vì nó đang có margin này đó, ok chưa, cho lớn lên chút. Đây, được chưa các bạn? Rồi, ok nhé, anh sẽ chạy tiếp này. Đây, từ thằng led này anh sẽ đi định nghĩa cho thằng chấm cả. Từ cái cast này thì anh sẽ làm như sau. Anh set background cho nó, ví dụ như anh để có màu là F0F9FD. Và anh sẽ có cũng plot led width anh để là 320 pixel. Anh set chiều cao cho nó 320 pixel. Display là block. Anh chạy lên này. Đây, từng cái khối này này như thế này. Thấy chưa? Anh margin về bên trái cho nó. Margin left, ví dụ margin left anh sẽ để khoảng, và margin tốt sẽ phép định cho nó ví dụ như là 20 như thế này. À, lớn nhỉ, margin right nằm ở bên này đó, khoảng cách như thế này, ok chưa?
Các bạn đang nhìn thấy chúng ta có cái nội dung như thế này, được chưa? Anh sẽ ghi định nghĩa từng cái khối từ trước, sau đó anh làm những cái dấu riêng, được chưa? Logic bottom của nó. Rồi. Đó, sẽ như thế này. Sẽ như thế này. Khi mà chúng ta bỏ cái red đi. Rồi, ok chưa? Này, chúng ta cũng nên padding cho cái này trước. Cho cái nội dung này này. Đây, thì anh sẽ nhận cái lượng ESC. Thì từ thằng left anh sẽ gọi vào. Các bạn move thằng này lên trên. Ok chưa? Rồi, và chúng ta hoàn toàn có thể để cái bên này lớn lên. Đây, cái này các bạn có thể tùy chỉnh nhé, cho nó phù hợp. Được chưa? Anh sẽ đi xử lý cái quan trọng này. Đây. Thì lúc này, ta sẽ làm như sau. Cái cast này chúng ta thấy là nó có một cái điểm là nó bị cắt ở đây, nhìn thấy không? Đó, nhưng tạm thời chưa nói đến cái cắt đã, chúng ta nói đến cái icon. Đây, cái icon của từng cái cast này thì ở đây anh sẽ phải xem lại thư viện của nó, xem là cái icon của nó cụ thể nó là cái gì, thì anh sẽ xem class của nó. Đây, ví dụ như cái này thì nó sẽ là nó có subget này, collabo collaboration, thì chúng ta có cái icon. Bạn nhìn thấy icon chưa? Tiếp theo nữa là cái khác, thì anh lấy tạm một cái nhé, sau này các bạn anh sẽ gửi cho các bạn class. Anh sẽ lấy cho nó giống nhau hết ở đây. Đây, giống như icon này. Anh giả sử anh lấy giống nhau và anh đi set CSS cho nó. Đây, từ cái này thì anh sẽ set CSS. Được chưa? Thì chúng ta sẽ lý CSS cho nó như sau. Một số bạn vào sau à, hôm nay anh chữa bài thôi, rồi chúng ta sẽ đi set cho nó, thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, ví dụ đối với icon, đối với cái này trước này, clip này, thì anh sẽ align. Tách align center. Đó, color anh sẽ để là cái màu này 9, cái màu lúc trước E3. Và font size anh sẽ để khoảng 50px, tốt khoảng 20. Đây, thì các bạn chạy lên này. Đó, chúng ta được các icon, được chưa? Và chúng ta sẽ đi định nghĩa cho cái thẻ ở dưới, thẻ H2 kia. Thì thẻ H2 lúc này nó sẽ như thế nào? Thì chúng ta chỉ cần định nghĩa như sau. Anh sẽ gọi vào H2. Đây, từ cast anh sẽ gọi vào H2. Đây là từ cast gọi vào icon này. Từ cast gọi vào H2. Chúng ta sẽ để cho nó ra giữa.
Chúng ta để nó ra giữa và chúng ta sẽ để cái không sai cho nó. Xem chưa? Được chưa? Mời mình tốt một khoảng. Xe vào. Và color chúng ta sẽ để cái màu là để cái màu này. Chúng ta tạo một cái khoảng cách dưới thông bút tầm này. Được chưa các bạn? Đó, nhìn nó sẽ như thế này. Ok chưa? Rồi, và trên này chúng ta sẽ định nghĩa vào thẻ pay ở đây. Ok thì anh để lại hai bằng xem alo để bằng rồi đặt lại để center không sai được khoảng 16 pixel anh chạy lên đó thì chúng ta được cái nội dung này. Ok chưa? Và gì nữa các bạn? Và tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa cái đây vấn đề là chỗ này nó phải cắt đây. Ok chưa? Chúng ta làm như thế nào mà các bạn thấy là chỉ có mình cái này có màu này thôi, cái đầu tiên này. Thì chúng ta sẽ không dùng first ở đây, anh sẽ tạo ra một cái đầu tiên là active. Anh sẽ đi định nghĩa riêng cho cái color của thằng active. Đây, có nghĩa là định nghĩa vào cái active cast cho nó tưởng mình. Đây. Đây chưa? Thì cái active cast này, anh sẽ chỉ change cái màu thôi. Color. Thì anh sẽ lấy cái màu ban đầu của nó, 139C E3. Đó, thì nó như này. Được chưa các bạn? Thì đối với cái thằng mà ActiveCast ấy thì cái icon của nó lại khác. Thì cái icon ở đây chúng ta cũng sẽ phải active. Nhận. Đây chúng ta chưa lưu. Hiểu chưa? Nó sẽ màu trắng như thế này. Tách cũng màu trắng luôn. Thì có nghĩa là cái thằng này. Tách lại đi. Đó, thì chúng ta sẽ đi định nghĩa thằng này. Không nhận này. Tiếp cận. À rồi. Đây, được chưa các bạn? Thì cái chữ ở đây nó lại khác. Đó, anh tạm thời kệ anh nhé. Rồi, ok. Đó, thì chúng ta sẽ có được khối này. Nhưng mà chỗ này phải xử lý cắt. Đúng không? Thì icon này anh tạm thời để giống nhau hết nhé. Icon với text ở đây anh tạm thời để giống nhau hết. Đây, được chưa?
Thì để xử lý được cái cắt này thì chúng ta sẽ dùng cái after. Chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là after. Rồi ok, các bạn hỏi gì cứ chat nhé. Anh vô tình anh đọc mấy tin nhắn của các bạn. Rồi, thì chúng ta biết là anh nói về after rồi đúng không? Tức là phía sau cái thẻ này sẽ có cái gì? Thì anh sẽ dùng thêm thằng after. Thì để dùng thằng after thì anh sẽ làm như sau này. Anh gọi đến cái là active cast after đây. Selector là after như thế này. Đây, được chưa các bạn? Cái after này anh sẽ làm như sau. Anh sẽ có border style. Anh để là solid. Đó. Border width. Anh để là 0 pixel. Tức là trên dưới trái phải ấy, 50 pixel. 50 pixel và 0. Mình sử dụng như vậy. Được chưa? Sau đó thì anh sẽ có chiều cao, anh để là 0 pixel. Width anh cũng để là 0. Content không có gì. Đó, được chưa? Rồi. Sau đó thì anh sẽ để position absolute. Thì thằng này là position absolute ý, thì có nghĩa là cái thằng cast của chúng ta sẽ phải là position related. Đây, thì anh sẽ định nghĩa là thằng cast đâu nhỉ? Đây, position related. Ok chưa? Anh chạy lên thì các bạn thấy là chưa có gì thay đổi cả. Đây, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái thằng này ở đây rồi. After ấy. After cast này. Thằng active này. Thì thằng này chưa nhận after. Đây, chỗ này của chúng ta này. Left cast after. Đây là, phải là chấm phẩy không là nó sẽ báo lỗi. Đây thì các bạn sẽ thấy là thằng after của chúng ta. Đây, các bạn nhìn thấy thằng after đây chưa? Đó, các bạn nhìn thấy không? Thằng after nó đang nằm treo leo đây này. Được chưa? Và có màu đen này. Thì anh sẽ background. À, anh sẽ di chuyển nó lên bên trái 0 pixel, à bên phải. Cách bên phải 0 pixel và cách top 0 pixel. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chạy lên cái vị trí mà anh cần. Đây. Được chưa? Được chưa các bạn? Đó, và chúng ta cần phải cắt ở đây thì chúng ta sẽ làm cái border color cho nó. Border color cho nó thì anh sẽ để trong suốt trên dưới trái phải, trên dưới này, trái phải này, trong suốt các chiều. Đây. Thì anh chạy lại thì các bạn thấy nó sẽ cắt được như thế này. Được chưa? Thì cái này này, trên dưới trái phải kiểu như vậy, top right bottom left ấy. Đó, thì chúng ta sẽ xử lý cắt được nó như thế này. Ok chưa? Thì những cái khác các bạn cũng hoàn toàn có thể áp dụng vào được, cắt cho các phần này. Đây, các phần này nó cũng đang cắt như các bạn này. Nhìn thấy không? Vậy thì chúng ta không để cái active nữa mà chúng ta làm luôn cho thằng cast sẽ cắt hết. Đó, các bạn nhìn thấy nó cắt chưa? Đây, nó mình nhìn được không? Thì các bạn thấy là cắt phần này này, nó sẽ cắt được, tại vì cái background này nó khá giống màu trắng nên là nhìn hơi đồng màu. Đây, nhìn thấy không? Nó sẽ cắt. Đây, bên này cũng khá là mờ ảnh gốc của nó. Nhưng mà thôi, không sao. Các bạn hiểu cách làm chưa? Thì đây là cái layout mà chúng ta đang dựng ra được. Ok chưa? Đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm cho phần ở bên phải. Xong rồi đó. Thì chúng ta sẽ làm sang phần bên phải.
Thì phần bên phải này anh sẽ làm gì? Cái này chúng ta cũng đổi cho cái phông chữ này cho nó sao nhỉ? Cho nó gần gũi với cái mà layout gốc của nó, thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi được cho cái này. Anh sẽ đổi nhanh. Mình nhìn nó hơi khó chịu. Future team title. Thì anh sẽ có một cái gọi là chấm hai chấm tiêu cho tay color cho nó thôi, color anh để màu 233E62 đó, anh để không biết là 700 hoặc 800 như trên thì là ok. Đây, nó sẽ như thế này, được chưa các bạn? Và các bạn có thể set cho nó cao lên một chút thì các bạn có thể để line 2 hoặc cái gì đó, được chưa? Hoặc là set font size nó to lên, ví dụ font size khoảng 30 pixel này, để như vậy, được chưa? Rồi, và cái này các bạn có thể để cho nó cách cái banner này một chiều lớn hơn nữa. Rồi, tiếp tục nhé. Thì tiếp theo anh sẽ đi xử lý cái phần ở bên này. Phần ở bên này thì nó là cái gì? Đó là cái phần bên bên right này. Thì image anh cần đúng cái image này vào. Cái image này nó là cái gì? Thì nó là cái about. Vậy mình sẽ ném nó vào. Đây, được chưa? Đó, ném vào và đi CSS cho nó thôi. Đây, thì anh sẽ làm như sau này. Đầu tiên chúng ta định nghĩa thằng này rồi này. Đây, thì từ thằng này chúng ta sẽ gọi vào image. Chúng ta quy định chỉ được 100 trang thôi. Các bạn nhìn xem, nó sẽ nhỏ lại đúng vị trí mà chúng ta cần, được chưa? Và thậm chí là nó sẽ cách ở bên trong nữa. Thì chúng ta sẽ padding tốt cái thằng này. Nó sẽ padding tốt khoảng 15 pixel đi. À, padding chứ, 15 pixel. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ trừ bên trái và bên phải là 30, 15 cộng 15 là 30. Thì đây nó sẽ chỉ còn 60. Để đảm bảo cái độ rộng của nó không bị nở ra. Đây, ok chưa? Anh sẽ tạm bỏ cái background màu này đi. Đó, thì các bạn nhìn thấy này, chúng ta sẽ được cái khối này. Và border thì chúng ta có thể set một cái border cho nó. Ví dụ anh để cái border cho thằng này pixel solid có một cái màu ví dụ là D1EBF9 EBF9 thế này, ngẫu nhiên thôi. Thì các bạn thấy là khi có border thì nó lại tăng thêm 10. Thì chúng ta lại phải trừ đây 5 đi. Đó, ok chưa? Vậy là bài toán của chúng ta được giải quyết này. Thì ở trong đây chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi định nghĩa cái gì các bạn? Chúng ta sẽ đi định nghĩa cái nội dung ở trong đây. Đầu tiên chúng ta từ thằng future right này, chúng ta tiến trước vào thằng tất H3. Chúng ta sẽ để xem nào, không sai cho nó 8 pixel, color cho nó, color thì anh lấy giống như màu này. Đây, anh lấy cái màu này. Và anh sẽ cách tốt khoảng bao nhiêu pixel thì anh dùng cái y và cái cách bước từng đẩy xuống. Ví dụ 20 pixel, 20 pixel. Đẩy nó xuống như thế. Và thằng này nó sẽ cách tốt bước từng bao nhiêu nữa thì lại margin bước từng. Đây,
Ok chưa các bạn? Và chúng ta sẽ định nghĩa cái thằng này. Thì thằng này chúng ta sẽ làm đơn giản thôi. Nó là pay đúng không? Thì trong đây sẽ có pay. Chúng ta sẽ để color cho nó ví dụ như là giống như màu này. Giống màu thẻ P này là gray. Thì đây sẽ là gray. Đó. Và chúng ta sẽ tách nó ra just center cho nó. Just center. Thì centify. Thì các bạn thấy nó sẽ căn đều về hai bên này. Đó. Và anh set line 2 cho nó. Line 2 ví dụ như vậy. Ok chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa đến cái gì? Chúng ta sẽ định nghĩa đến đến cái gì các bạn? Đến button này. Đây. Đó thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ định nghĩa vào cho thẻ A. Mình để một cái contact us. Contact us. Thằng contact us này chúng ta sẽ làm gì? A.contact us. Truy cập từ thằng line. Display block. Decoration này. Đó, và làm gì nữa? Border thì chúng ta set width cho nó đến mức khoảng 100 pixel, 2 khoảng 40 pixel. Border border radius radius khoảng 20 pixel. Các bạn chạy lên này. Ý, chưa nhận. Tại sao vậy? Contact us này. Nhận thế này. Display block width 2. Quên mất cái background. Chúng ta set background cho nó. Đây. Anh lấy lại cái màu này. Rồi. Và sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đưa nó ra giữa. Có vẻ vẫn hơi nhỏ. Và anh sẽ line 2 bằng 50 pixel. Take line center. Và anh sẽ chuyển cho nó có màu trắng. Rồi. Ok. Cho lên 50 thì nhìn lại hơi xấu. 40. Thì chỗ này mai hạn chỉ bằng nhí nuôi thôi. Sử như vậy. Đó, được chưa các bạn? Dựng tốt. 15 pixel. Đó. Ok chưa? Thì chúng ta được cái thằng contact nữa. Các bạn có thể set lại cái phông chữ chỗ này cho nó nhỏ đi. Không sai. Đó, nó chỉ xoay quanh những thuộc tính chúng ta học thôi. Đó. Rồi, ok. Chúng ta sẽ làm gì nữa đây? Các bạn, chúng ta sẽ làm gì đây? Thì chúng ta sẽ đi làm xuống dưới này. Đây, cái này đúng không? Cái này chúng ta xử lý như thế nào? Thì chúng ta sẽ đi dùng cái mà chúng ta đang định nghĩa ở đây. Đó. Guideline này. Guideline chúng ta làm như sau. Rồi. Width là 100%. Chiều cao. Ví dụ anh để là 100%. Background image là cái gì đó có màu đen.
trước đã, để nhìn khối của nó đã. Các bạn cứ làm tạm nó lên như thế này để chúng ta nhìn đã. Ui, bị sao vậy các bạn? Các bạn biết nó bị sao không? Alo, lớp mình có biết nó bị sao không? Pha này em bó tay. Như chung có chiều cao này, chiều cao cái đít trên này. Đúng rồi, nó bị ảnh hưởng bởi cái float nó tràn lên. Chúng ta sẽ clear board ở đây. Đó, thì nó nằm dưới. Ok chưa? Vấn đề của chúng ta là đi lấy background thôi. Thì background đây nó sẽ là cái gì? Thì chúng ta sẽ xem cái ảnh background của nó. Có vẻ cái này em sẽ lấy background sau này, URL image này, now repeat one, thử lên. Ui xùi, tại sao vậy? Thì chúng ta sẽ phải đi xử lý. Bây giờ chúng ta sẽ cần xử lý. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ phải đi xử lý cái background này để ra được cái ảnh như mong muốn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng background size đi. Đây. Cái này anh chưa nói, thì hôm nay anh sẽ nói. Nhưng mà ảnh của các bạn ném vào một cái khung hình mà nó đang có độ rộng và độ cao cố định như thế này ấy, bé như thế này, thì chúng ta sẽ phải sử dụng những thằng này để chúng ta xử lý nó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái node repeat và background position cho nó center. Đưa nó về giữ kiểu như vậy, được chưa? Anh kéo cái ảnh này về giữ đây, được chưa các bạn? Đó, nhưng các bạn, anh sẽ bỏ cái text đi nhé. Rồi, ok. Thì chúng ta được cái bài toán như thế này, được cái kết quả như thế này. Các bạn thấy nó có một cái đường overflow cái thứ đây nữa. Thì chúng ta sẽ phải xử lý nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ đi xử lý cái background cho thằng đó như thế này. Thì ở đây anh sẽ phải xem là cái thằng này này. Đây này. Thằng list này. Chúng ta sẽ phải dùng một cái thuộc tính liên quan đến background để chúng ta xử lý nó. Thì anh muốn là tạo ra một cái thẻ list, hoặc là chúng ta có thể dùng after. Trong trường hợp này chúng ta có thể dùng after để chúng ta tạo ra giống như tạo ra cái lúc nãy ở trên này này. Hiểu không? Đó, mình hiểu không? Thì anh sẽ xử lý ở đây để tạo ra được cái overflow như thế. Thì anh sẽ làm như sau. Thì ở đây anh sẽ gọi ra cái class này after. Thì cái này after và anh muốn sử dụng quay vị trí của nó thì trên này anh sẽ để position related. Anh sẽ để position related. À, sao phải center hai lần? Thì có nghĩa là anh lấy ra center theo chiều ngang này và theo chiều giữa này, này hiểu không? Trên dưới trái phải ấy. Đúng rồi đấy, bảo nói đúng á. Nó là trên dưới trái phải. Đó thì chúng ta phải cần cái đó. Được chưa? Rồi. Ok, bây giờ anh sẽ định nghĩa cho thằng này position absolute. Anh sẽ
là từ sau tốt, cách tốt khoảng 0 pixel. Cách right không là sorry left đi, từ bên trái trên 0 pixel, và mức tầm cũng không, right cũng không. Đó, content thì khi mà các bạn dùng cái after chắc chắn là phải có yếu tố content, yếu tố content cho anh. Và Z index anh để là -1. Z index thì cũng chưa nói, opacity anh sẽ để là, thì anh sẽ nói tạm thời anh sẽ để đây. Đơn vị của Z index nó là một con số, có thể là âm hoặc là không âm, hiểu như vậy được chưa? Nó chỉ là một con số thôi. Background, background thì lúc này anh sẽ để như thế này, anh sẽ để kiểu gradient như thế này. Cái gradient này anh sẽ để nó là một cái đơn vị dạng dạng như thế này, và anh để một cái màu, ví dụ như là mã màu là 6AD. Anh giả sử như vậy, không biết là có chính xác không, và tức là cái kiểu màu gradient ấy, có ok không? Anh chạy lên nhìn xem nó ra cái gì không. Chạy mất thế này. Opacity, cái này của anh đang bị chạy mất. Từ sang bên phải này. Chỗ này của anh chờ chút. Z index. Anh xem lại Z index không? Và chúng ta sẽ đặt tên của Z index cho trên. Z index đây là 1.6. Z index của thằng này đang lớn hơn à? Cái đấy anh cho trừ, anh cho dương lên này bạn. Chỗ này nó đang bị conflict chỗ Z index, để anh xem vì sao nó là chưa nhận. Có cần opacity nữa nhỉ? Bây giờ thằng này sẽ là lại giống như trên ấy, 0.3 bao nhiêu đó. Rồi này. Sẽ phải là 0.3. Đó, nó dạng dạng như thế này. Được chưa? Đây, mình sẽ để nó tăng lên đây. Đó, được chưa các bạn? Kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái overlay như vậy. Vẫn có vẻ hơi cao. Đó rồi, anh sẽ tạm thời như thế này nhé, các bạn có thể tự điều chỉnh cho nó phù hợp, ok chưa? Thì đây nó có một cái thẻ H2, thì H2 đơn giản thôi, chỗ này là đơn giản nhất đấy. Đó, thì chúng ta sẽ lấy cái tag được kiểu như vậy. Anh tạm thời như vậy nhé, và anh sẽ có định nghĩa cho H2, cái này thì simple. Backlight center màu trắng. Đó, để đơn giản như vậy. Đó, và các bạn để cho nó một cái tổ ký line 2 bằng đúng chiều cao cho anh 150.
Ok chưa? Thì ở thằng dưới này tương tự. Đó. Được chưa các bạn? Được chưa? Anh đi tiếp nhé. Bây giờ anh sẽ làm gì? Bây giờ anh sẽ đi xử lý cái phần này. Đây, cái phần back này cũng khá đơn giản. Cái này thì khá là nhàn. Đó. Thì cái này chúng ta dùng ULLI thôi. Đó. Ừ, thế này thì buổi hôm nay chắc là không chữa hết được cái phần này rồi. Bởi vì vừa làm vừa giải thích vừa demo như này. Nhưng mà anh vẫn cứ làm thằng này trước. Ok chưa? Thằng đây này. Đó, thì our best service anh sẽ làm như sau. Thì trong our best service chúng ta lại có một cái container. Đấy. Được chưa các bạn? Và trong thằng này thì chúng ta sẽ có gì nữa? Chúng ta sẽ có một cái thẻ H2 ở đây. Và cái description ở dưới này sẽ là ULLI. Thì anh sẽ làm như sau này. Thì anh sẽ để là our best service như thế này. Our best service như thế này. Service. Và chúng ta sẽ có một cái description để cho anh này. Loren. Nhận. Thường. Đó. Được chưa? Chạy lên. Rồi, nó nằm ở đây. Tiếp theo là ULLI. Thì cái LI nó sẽ có icon này. Rồi là có thẻ hát mấy ở trong đây. Đó. Rồi là lại content. Đây. Thì đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một cái ULLI. Anh để là service. Trong cái LI chúng ta sẽ có thứ nhất là cái list là icon. Đó. Thì có span icon rồi. Anh giả sử anh lấy lại cái icon trên này nhé. Đây. Cho nó nhanh. Rồi, ok. Lát nữa anh sẽ gửi cái file điểm danh nhé cho các bạn đấy vào, vì mỗi lần chúng ta cũng mất thời gian điểm danh nhé. Đây, em sẽ ném sang này. Đó, chúng ta có icon này. Sau khi có icon thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ có gì các bạn? Tiêu đề H2 như thế này. Đó. Service. Ta lại có một thẻ pay Loren ngắn ngắn thôi, kiểu như này. Đó, chạy lên này. Đây, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý. Mình sẽ nhân số lượng và đã đi ra 4 cái. Và sẽ chúng ta có 4 service, 6 service. Rồi, ok chưa? Thì chúng ta sẽ xử lý 6 service này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ move cái thằng container ra giữa. Service container. Thì đối với thằng service, anh sẽ để width 100%. Trong service, anh sẽ định nghĩa thằng này. Được chưa? Thằng này anh sẽ để width bằng 140 pixel. Gì? Cách tốt bao nhiêu pixel? Ví dụ anh đề là 100. Nó sẽ cách ở phía trên. Được chưa? Rồi. Ok, chúng ta sẽ định nghĩa cho thằng này. Thì chúng ta sẽ lấy màu này. Từ thằng container này anh sẽ gọi vào H2. Anh sẽ gọi vào H2. Đây. Thì chúng ta sẽ có cái màu đó.
và chúng ta sẽ căn giữ align center. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ căn giữ. Đây, ok chưa? Thế này nó sẽ bị xung đột với cái H2 này. Thì ở đây, đây cũng H2. Đây H3 đi. Đây H3 đi. Đỡ phải sửa nhiều. H3 thì vào CSS nữa cũng vô nghĩa hết. Bởi vì nó lại format lại từ đầu. Đây. Đó, ok chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ định nghĩa mặt thẻ P. Thì anh sẽ định nghĩa vào thẻ P có class là DESC. Quyết định tốt khoảng 20 pixel. Right khoảng 0 pixel. Tầm 20 pixel và 0 pixel. Đây là center. Ok chưa? Line 2 xếp một khoảng 28 pixel. Đây, được chưa các bạn? Zoom phải compare đi. Center thì hợp lý hơn. Đó, anh sẽ định nghĩa center cho cái text này. Và chúng ta sẽ đi đến từng cái URI. Đơn giản thôi. Chúng ta sẽ gọi vào cái URL service này. Đây, thì chúng ta sẽ là url.service từ container này. Chúng ta nhận được url trước này. List style tài năng merging 0 pixel, kết định 0 pixel. Được chưa các bạn? Đây, sau đó thì chúng ta sẽ đi định hình cho cái li. Thì cái li nó sẽ là float. Sau này chúng ta học sang flex thì chúng ta sẽ ít thấy sử dụng float nữa, float nữa, hiểu không? Đó, anh sẽ đặt width cho nó. Anh chia 3 ra các bạn, 1140 mà các bạn chia 3 ra. Chúng ta ra địa chỉ phố này 380 thì width sẽ là 380 pixel. Đó, và anh sẽ để cái background màu gì đó để chúng ta nhìn cho nó dễ. Đó, nó đã chia phân khối như này rồi, nhưng mà chúng ta sẽ không thể dùng 380 pixel hết được bởi vì chúng ta còn khoảng cách nữa. Đó, nên anh để khoảng độ 350 là 320. Đó, sau đó anh sẽ merging right. Lớn hơn được. Rồi, và merging tốt. Mới tốt từng điểm. Đó, được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ từ li chúng ta sẽ định nghĩa vào các thằng bên trong. Center cũng có màu này. Xa anh để bằng 20 pixel. Rồi, ok chưa? Và anh sẽ định nghĩa đến thằng P trong cái đoạn y này. Anh sẽ để là color là gray. Để 28 pixel. Các line center.
Rồi, ok. Đó. Và các bạn thấy là nó có background ấy. Ừ, không phải background. Rồi, chúng ta sẽ bỏ cái orange này đi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái icon. Thì cái thằng H2 này chúng ta cũng sẽ merge bớt tầm của nó khoảng 20%. Nó xin top cũng 20 đi. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ xử lý cái việc đó là cái icon. Anh lấy luôn cái icon ở trên đi cho nó dễ. Đâu nhỉ, cái icon lúc nãy chúng ta dùng đâu nhỉ? Chính là thằng này này. Đây, lúc nãy chúng ta đang định nghĩa cho nó. Đây, from size text align này. Thì lúc này chúng ta cũng sẽ định nghĩa lại cái icon này. Thì nó sẽ là cái thằng này các bạn. Our service li class icon thì nghĩa là như thế này. Mình sẽ đưa thằng này vào. Đây. Để xem đã. Nó có màu gì, nó đang có màu trắng thì sẽ không nhìn thấy, nhưng mà nó có màu này thì ok. Đúng không? Ui. Sao to thế? À, icon ảnh hưởng với cái H2 thì chúng ta cần icon rồi cái này. Chúng ta định nghĩa cho thằng này. Span. Đó thì nó không bị ảnh hưởng bởi thằng H2. Đây, ok chưa? Và chúng ta sẽ định nghĩa cái này, cái icon này là text center này. Thì li icon text align center này. Đây, em chuyển cái thằng này lên để nó cho nó ra giữa như thế này. Đây, các bạn nhìn thấy thằng này sẽ ra giữa. Đó. Rồi, ok chưa? Đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện nó sẽ như thế này, cụ thể là như thế này. Được chưa? Thì như anh dự đoán là sẽ không thể xong được cái buổi hôm nay sẽ không thể xong được, không thể demo hết được, xong hết được. Đó, như các bạn cũng thấy đấy. Tuy nhiên thì đây chúng ta sẽ để bao nhiêu gì? Thôi sẽ là 50 cell. Như được thấy chúng ta, các bạn thấy là chúng ta cũng làm được gần hết rồi. Chúng ta cũng xử lý được gần hết tất cả những thứ mà chúng ta cần. Đó, dừng lại ở đây nhé. Được không các bạn? Các bạn về làm tiếp cho anh được không? Buổi sau có liệu có cần anh chữa nữa không? Buổi sau có liệu cần anh phải chữa tiếp cái phần dưới này không? Đây, đây chỉ còn phần này nữa thôi. Footer thì không nói đâu. Cái này thì cũng khá đơn giản. Thì có thể chúng ta... Tao còn nhét cái ngày vô trong cái tấm hình được anh. Cái nào? Đây á. Đây á. Chỗ này đi. Chỗ này là dạ, dạ, chỗ đó anh, chỗ đó, chỗ đó. Chỗ này là thẻ đi. Dạ. Ở đây là span, dưới này là span. Yeah. Position cho nó nổi lên đây anh. Đúng rồi, thì các bạn sẽ để cái thẻ bao bên ngoài này này là relative, còn thằng này là position absolute thì sẽ nằm trong đây và dùng z index. Thì buổi sau anh sẽ nói về hai cái thuộc tính đấy, thì anh sẽ dùng luôn thằng này để anh demo cho các bạn hiểu. Ok không? Chắc rồi đấy. Tuyệt vời anh ạ. Ừ, rồi ok. Thì hôm nay chúng ta đã dựng được như này rồi.
bởi vì là vừa làm vừa phải làm chậm nữa, cố gắng đi nhanh cũng không được, nên là chúng ta mới hoàn thiện được như thế này thôi, nhưng mà nó cũng được khoảng 80% của trang rồi, khá là hoàn thiện rồi, đẹp rồi. Thì các bạn làm nốt cho anh nhá, anh sẽ gửi số code. Ok không? Dạ vâng. Ừ rồi, lớp mình nghỉ nhá. Ok. Ừ, chào các bạn.